Đây là buổi sáng của Việt Nam các bạn ạ. Chị mà làm việc Việt Nam là muốn cà phê mà chỉ cà phê nóng nóng chị. Em đang pha cà phê để uống nha các bạn, cà phê Việt Nam nha. Gia đình luôn hạnh phúc sung. Đi ăn phở. Cậu. Trên đường về mình thấy người ta bán bông rồi nè, như là gần tới Tết rồi, còn một tháng tuần nữa là tới rồi các bạn. Nghe đông chữ rồi. Bây giờ mình đi chợ các bạn ơi, ăn sáng xong bây giờ mình đi chợ. Dạ mình tới chợ rồi các bạn ơi, mình tới chợ mới nè, đi vô chợ mới. Vì má máu mà má nấu mà phải không? Hả? Mua nước mới lâu không? Nấu ngọt ngọt thôi. Ủa cái đó làm chiên trứng ăn được hả Tâm? Ừ, hay lắm á, ăn đau đầu hay lắm á con. Thiệt luôn á hả? Thiệt á, ăn đau đầu hay lắm á. Nếu mà mới ăn á, không quen á, ăn trứng nhiều. Sôi lên dặn lửa nhỏ lên canh cho cái cây thuốc dầu này nó chín đục nó ngon nha con. Dạ. Canh cái này nữa. Ta đang nảy dừa để làm nước dừa đó mấy bạn. Thấy kiểu là gần tới Tết rồi đó. Mấy cái này là đồ chua. Kiểu cái gì vậy hả? Mẹ hai bí. Mẹ lấy hai cái bí. Hai bí không? Bí bí cái dừa hả? Bánh tráng trộn. Rồi bí gì con? Không, em muốn ăn bự hơn mấy ngày mày không ơi. Cười con. Đem đi không đây con. Ờ đem đi. Ủa ca đâu rồi? Đi cam luôn. Con lấy quay lại rồi. Hơi bị ghê luôn á. Nhìn gì vậy? Ủa nó đang tò mò kìa. Đây nó đang coi cái ép mà. Anh đây bà cho con ép nè. Cam với được nước dừa. Sắp muốn sụi tay luôn, chuẩn bị chờ xe đi về và ăn
cơm trưa. Xe tới rồi, bây giờ mình sẽ lên xe nha mấy bạn. Đồ của nhà làm ngon như nhà làm. Sợ rồi đó. Ăn cái kiểu này sưng luôn. Thiệt luôn á, chị sợ rồi đó. Nhãn gì mua đóng luôn vậy. Lâu lắm đã thấy dưới sữa rồi đúng không? Một tiếng luôn. Cái này là phân nửa thôi, dưới còn phân nửa nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi em? 2 giờ hả? 11:20 sao giờ buồn ngủ quá ta? Chắc đi ngủ quá. Chắc sáng dậy sớm không sao, giờ buồn ngủ cũng chắc đi ngủ. Bây giờ bên đó tối đó bé. Chị cũng đang buồn ngủ nè, em tỉnh. Chắc đi ngủ. Em đi ngủ rồi ơi, buồn ngủ quá. Mua giày không? À. Mua giày không? Dép mua giày mà. Ai biết? Mua dép đi. Ok, let's go. Nhà buồn quá cho nên mình mới ngủ dậy, mình đi mua dép với thằng cháu mình coi. Chưa tiệm dép mấy bạn ơi. Cũng có mấy đôi dép đẹp kìa má. Đây đá sao đẹp. Đã mua xong giờ đi về. Chắc mình kết thúc cái channel, chắc mình kết thúc cái video này tại đây luôn nha mấy bạn. Nếu mà mấy bạn thấy hay thì hãy đăng ký channel của mình.